Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 21 tháng 5 năm 2023 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.